Trận chiến Playmare Tác giả Trần Quốc Cảnh, Trần Đức Hộp Lời giới thiệu Đã hơn 39 năm qua, quân sự Việt Nam Cộng Hòa cũng như Hoa Kỳ đều nói, viết và đưa lên phim ảnh Hollywood về trận đánh lịch sử ở thung lũng Drang trên cao nguyên trung phần vào tháng 11 năm 1965, nhưng chưa một ai nói và viết chi tiết chiến thuật công đồng đã viện của quân Cộng sản Bắc Việt trong trận phục kích đoàn quân tiếp viện của ta gồm trung đoàn 3 thiết giáp, sau đổi lại là thiết đoàn 8 kỵ binh và tiểu đoàn 21 biệt động quân làm mũi nhọn đi giải vây cho tiền đồn Playmare đang bị vây hãm cách thành phố Playgo khoảng 40 cây số về hướng nam. Khi đó quân ta đang rơi vào một cái bẫy sập to lớn hơn do một trung đoàn quân chính quy cộng sản Bắc Việt đang dăng ra để chờ đón con mồi từ từ bước vào vùng tử địa trên tỉnh lộ 6C nối liền từ Playgo đến Playmare. Bài này được viết ra do kinh nghiệm bản thân và nhiều lần được nghe chính các quân nhân binh chủng biệt động quân thuộc tiểu đoàn 21 còn sống kể lại. Lúc đó họ chỉ là những trung đội trưởng của các đại đội thuộc tiểu đoàn 21 và là những sĩ quan rất trẻ mới tốt nghiệp từ trường võ bị quốc gia Đà Lạt khóa 19 Nguyễn Trãi. Họ cũng là những người bạn thân thiết đã nhiều lần vào sanh ra tử tại các chiến trường nổi tiếng của vùng hai chiến thuật nơi đã được gọi là em má đỏ môi hồng trong bản nhạc nổi tiếng bất hủ của nhạc sĩ phạm duy phổ theo thơ của vũ hữu định tình hình tổng quát khóa mười chín võ bị quốc gia việt nam ra trường cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đúng lúc các trận chiến bùng nổ dữ dội khắp bốn vùng chiến thuật với chiến dịch đồng khởi của địch chúng tôi thiếu quý trần quốc cảnh Quỳnh Kim Tắc, Hoàng Văn Chu được bổ sung về tiểu đoàn 21 biệt động quân và thiếu quý tăng bổ tuyển Nguyễn Xuân Triển, Hiệp, Nguyễn Văn Thu về tiểu đoàn 22 biệt động quân. Hậu cứ của hai tiểu đoàn nằm sát liền nhau trên ngọn đồi trọc cạnh biển hồ cách thành phố Pleiku 15 cây số về hướng bắc. Tại vùng 4 chiến thuật có những chiến thắng lẫy lừng của tiểu đoàn 42 biệt động quân cọp ba đầu rặng và tiểu đoàn 44 biệt động quân cọp đen với chiến thuật trực thăng vận nhảy trên đầu địch đánh xuống khiến địch bị bất ngờ không kịp trở tay tại vùng một chiến thuật tiểu đoàn ba mươi chín biệt động quân bị thiệt hại nặng trong trận ba gia nhưng tiểu đoàn ba mươi bảy biệt động quân chiến thắng lớn trong trận thạch trụ tiểu đoàn hai thủy quân lục chiến bị địch phục kích tại quốc lộ một mười lăm cây số bắc thành phố huế tiểu đoàn trưởng lê hằng minh tử thương tiểu đoàn bị thiệt hại khá nặng tại vùng ba chiến thuật địch đã tổ chức đơn vị cấp trung đoàn bao vây quấy rối ấp chiến lược bình giả dụ quân ta vào trận liệt đã được nghiên cứu và bố trí kỹ càng phục kích quân tăng viện giải cứu tiểu đoàn bốn thủy quân lục chiến đã bị thiệt hại nặng nề và thủ khoa khóa mười chín võ bị đà lạt lê thành kháng là một trong vài người bạn cùng khóa đã hy sinh sớm nhất kế tiếp địch bao vây trại lực lượng đặc biệt đồng xoài lại với chiến thuật công đồng đã viện, đã dụ tiểu đoàn 7 nhảy dù Việt Nam vào đồng điền cao su và với quân số gấp bội bao vây tiêu diệt, người bạn cùng khóa 19 là đoàn Phương Hải cũng bị thương nặng. Kể từ đây lực lượng tổng trừ bị nhảy dù thủy quân lục chiến của ta mới rút kinh nghiệm, chỉ hành quân cấp chiến đoàn từ 2-3 tiểu đoàn trở lên. Tại vùng 2 chiến thuật, với rừng núi mênh mông giáp tranh với biên giới Campuchia và Lào, có lợi thế cho địch thiết lập mật khu kho tiếp liệu tập trung ẩn giấu quân và lấy rừng núi chế ngự đồng bằng trong thời gian này địch đã có ý định dứt điểm miền nam cùng lúc gây ra do sự chia rẽ của các vụ đảo chánh liên tiếp trước hết các toán tập kết ra bắc năm năm mươi là thành phần tiền phong được xâm nhập trở lại liên khu năm cũ quảng ngãi quảng nam bình định phú yên móc nối gia đình thiết lập cơ sở nằm vùng tình báo và tiếp tế Tiếp theo đó, các trung đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt lần lượt xâm nhập theo đường mòn Hồ Chí Minh dọc theo biên giới Lào Việt Miên, di chuyển mất khoảng 2 tháng leo đèo vượt suối. Tướng Chu Huy Mân đã xâm nhập từ năm 1964, trách nhiệm vùng Đà Nẵng, Chu Lai, sau đó trách nhiệm mặt trận B3, Cao Nguyên Trung Phần, bản doanh đóng tại plei Bong Klo trong nội địa Lào cách biên giới 10 cây số về phía Tây. Chu Huy Mân đã bị Pháp bắt giam tại Công tâm trong chiến dịch Việt Pháp là chính quỹ của sư đoàn 316 trong trận đánh Điện Biên Phủ năm 54. Vào tháng 3 năm 1965, Trung đoàn 42 bộ binh biệt lập dưới sự chỉ huy của Trung tá Lại Văn Chu trách nhiệm vùng Công Tâm, gồm ngã ba biên giới Việt Miên Lào với tân cảnh Đắc Tô Đắc Xúc, đã phát giác các lực lượng Cộng sản Bắc Việt xâm nhập của địch, tiểu đoàn 21 biệt động quân được tăng phái cho trung đoàn 42 đã giao tranh ác liệt với một trung đoàn cộng sản Bắc Việt trong hai ngày hai đêm trong rừng núi, không được tiếp viện tải thương tiếp tế đạn dược, đồ ăn nước uống vì núi non chập trùng, rừng rậm nguyên sinh, ban ngày chỉ thấy ánh mặt trời le lói qua tàn lá cây. Cuối cùng tiểu đoàn 21 biệt động quân phải rút lui trong đêm tối, bỏ lại các đồng đội đã tử thương và cả bị thương nặng không thể đi được vì không thể khiêng vác theo trong đêm tối mịt mùng quân ta chỉ bám lưng nhau lên núi xuống đèo mà đi cho khỏi lạc và chung quanh lại bị địch quân bao vây xả súng bắn tới tấp khi nghe tiếng di chuyển của quân ta người bản thân của chúng tôi thiếu úy hoàng văn chu đã tham dự trận chiến đầu tiên trong đời binh nghiệp và cũng là trận cuối cùng của anh xác của anh đã được bọc bằng chiếc áo mưa phong xu thay cho da ngựa phút chốc anh đã trở thành người thiên cổ Tình báo của ta được báo đó là trung đoàn 101 Cộng sản Bắc Việt, chỉ huy bởi một trung đoàn trưởng, đã 15 năm chỉ huy trung đoàn và đã tham dự trận đánh điện biên phủ năm 54. Sau đó được biết là Thượng tá Nguyễn Hữu An, tư lệnh phó B3 của tướng Chu Huy Mân và là trung đoàn trưởng dưới quyền tướng Mân trong trận điện biên phủ, đã chiếm bộ chỉ huy của tướng Pháp Descartes Điểm đặc biệt được khám phá trong trận chiến này là vũ khí của địch được trang bị tối tân, gồm đại liên có bánh xe kéo tay, thượng liên gắn đạn nồi, AK-47 tự động và CKC, có gắn lưỡi lê gấp, dính liền với súng và súng hỏa tiễn chống chiến xa B-40. Còn vũ khí trang bị của ta toàn là vũ khí cũ thời đệ nhị thế chiến, như đại liên M-30, trung liên 3, Thompson, cạc pin M-11, Karang M-11 bán tự động. Súng phóng lỗ mới M79, súng AR-15 tiền thân của M16, trước đó được trang bị để trắc nghiệm, sau đó đã bị thu hồi lại. Tháng 5 năm 1965, Trung đoàn 32 Cộng sản Bắc Việt đã tiến sâu hơn vào nội địa quân khu 2. Tính các trục lỗ tiếp tế giao thông trên quốc lộ 19, trên đèo Mang Giang, nối liền Pleiku và Quy Nhân, tiểu đoàn 22 biệt động quân đã giao chiến và thu được một số súng tối tân của địch. Tháng 8 năm 1965, địch lại công đoàn bao vây trại lực lượng đặc biệt Đức Cơ trên quốc lộ 19, sát biên giới Cao Nguyên. Hai tiểu đoàn nhảy dù được trực thăng vận giải vây xung quanh trại, nhưng địch đã trút qua biên giới. Trong trận này có thiếu tá Norman Schwarzkopf là cố vấn cho trung tá Ngô Quang Trưởng chỉ huy chiến đoàn nhảy dù. Trong thời gian này, trung đoàn 33 Cộng sản Bắc Việt mới xâm nhập và áp lực của địch càng gia tăng mạnh mẽ ở vùng trừng núi Cao Nguyên một chiến đoàn của ta được thành lập. Trung đoàn gồm thiết giáp M41, thiết vận xa M113 dưới quyền chỉ huy của Trung tá Nguyễn Trọng Luật và một chiến đoàn thủy quân lục chiến dưới quyền chỉ huy của Trung tá Nguyễn Thành Yên và tiểu đoàn 21 biệt động quân với đại quý Nguyễn Văn Sách, khóa chính đặc biệt Đà Lạt, làm tiểu đoàn trưởng là lực lượng tiếp cứu tại trại lực lượng đặc biệt Đức Cơ di chuyển bằng đường bộ trên quốc lộ 19 chiến thuật công đồng đã viện lại được địch áp dụng, nhưng đã bị quân ta đánh bại và bị không quân của ta truy kích. Địch quân đã trút bỏ chạy qua biên giới, trên các quốc lộ và trục giao thông chính như đường 14, 19, 21 đều bị cắt đứt và phá rối liên tục. Mọi tiếp tế bằng đường bộ trở nên khó khăn, phải chuyên trở tiếp vận bằng phi cơ. Ý định của địch ngày càng hiện rõ, họ sử dụng chiến thuật vết dầu loan hay tầm an dâu, lấy rừng núi để chế ngự đồng bằng, lấy nông thôn bao vây thành thị, tỉa dần tỉa mòn lực lượng của ta và sau đó tiến công dứt điểm. Ngày 19 tháng 10 năm 1965, lúc 11 giờ 30 đêm, địch phát khởi trại lực lượng đặc biệt Playmare cách thành phố Pleiku 40 cây số về phía nam. Lực lượng địch Trung đoàn 32 Cộng sản Bắc Việt với 3 tiểu đoàn 344, 635 và 966 do Thiếu tá Mã Văn Minh làm trung đoàn trưởng, Trung đoàn 33 Cộng sản Bắc Việt của Thượng tá Nguyễn Hữu An chỉ huy tổng quát, một tiểu đoàn súng cối 60, 82 và 120 ly, một tiểu đoàn súng phòng không 12 ly 7, một tiểu đoàn địa phương H-15, Trung đoàn 66 Cộng sản Bắc Việt với ba tiểu đoàn 78 và 9 do Trung tá La Ngọc Châu đang xâm nhập trên đường Mòn Hồ Chí Minh và đụng độ với tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn 7 của sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ tại chân rặng núi Chubron trong thung lũng Iran. Ngày 14, 15 và 16 tháng 11 năm 1965, lực lượng bạn cánh A, trung đoàn 3 thiết giáp gồm 12 chiến xa M41 và 8 thiết vận xa M113, đại đội 1 và 2 thuộc tiểu đoàn 21 biệt động quân vừa đi bộ mở đường thám sát vừa tùng thiết. Lực lượng bạn cánh B, Bộ chỉ huy tiểu đoàn 21 biệt động quân, đại đội 3 và đại đội 4 biệt động quân đi theo sau cánh A khoảng 2 cây số trên trục lộ với đoàn convoy chở đạn dược, tiếp liệu xăng dầu và nước uống, cùng tiểu đội công binh cùng hai thiết vận xa M113, hai xe bọc sắt RM8 có gắn đại liên 30 ly bên hông xe và hai khẩu 105 ly lực lượng bạn cánh B Tiểu đoàn 1 bộ binh thuộc Trung đoàn 42 biệt lập tăng phái đến từ Công Tâm và Tân Cảnh do Đại quý Mã Văn Nông làm tiểu đoàn trưởng. Trừ bị, tiểu đoàn 22 biệt động quân do Đại quý Phạm Văn Phúc làm tiểu đoàn trưởng, nằm trừ bị tại phi trường Cù Hành Pleiku sẵn sàng tiếp ứng bằng trực thăng vận. Bố trí trận liệt Lúc 11 giờ 30 đêm 19 tháng 10 năm 65, một tiểu đoàn của Trung đoàn 33 Cộng sản Bắc Việt bao vây tấn công, dùng đặc công và pháo kích vào trại lực lượng đặc biệt Playmare, gồm 12 cố vấn Hoa Kỳ, một toán lực lượng đặc biệt Việt Nam và khoảng 400 dân sự chiến đấu thượng sống cùng với vợ con trong trại. Địch đã bố trí các đại liên phòng không và súng cối trên các ngọn đồi núi bao quanh trại, từ Pleiku trước khi chuyển quân tôi thấy một máy bay khu trục Sky Raider A1E của ta bị phòng không 12 ly 7 của địch bắn trúng. Phi công đã nhảy dù ra và cánh dù màu da cam bay lơ lửng trên bầu trời của trại lực lượng đặc biệt Playme Ta đã biết chắc là địch áp dụng chiến thuật công đồng cổ điển để đả viện, nhưng quân ta không còn cách nào khác đành chấp nhận cuộc chơi do phe kia lựa chọn chiến trường một chiến đoàn cứu viện của quân đoàn 2 quân khu 2 dưới quyền tư lệnh của trưởng tướng Vĩnh Lộc được thành lập, gồm trung đoàn kỵ binh với một chi đoàn M41 thiết giáp 12 chiếc, một chi đoàn thiết vận xa M113 gồm 8 chiếc dưới quyền chỉ huy tổng quát của trung tá kỵ binh Nguyễn Trọng Luật. Chiến đoàn được tăng phái tiểu đoàn 21 biệt động quân và tiểu đoàn 1 trên 42 bộ binh biệt lập và tăng cường hai khẩu pháo 105 ly di chuyển theo hành quân, đơn vị thiết giáp và tiểu đoàn 21 biệt động quân được tập trung tại Phù Mỹ, giao điểm của quốc lộ 14 và tỉnh lộ 6C trong hai ngày để gom các đơn vị trực thuộc tiếp vận pháo binh và chờ tiểu đoàn 1 trên 42 bộ binh từ Đắc Tô và Tân Cảnh tới. Địch quân đã nghiên cứu kỹ lưỡng đoạn đường này từ nhiều tuần lễ trước khi khởi sự trận đánh và khúc đường được lựa chọn để mai phục đoàn quân tiếp viện của ta khi địa thế con đường bị bẻ ngoặt giống như ở chỗ khúc khuỷu tay là nơi chặn đầu đoàn quân với các hầm hố công sự chiến đấu được ngụy trang kín đáo một lực lượng khác do tiểu đoàn 344 cộng sản bắc việt khoảng 400 người sẽ khóa chặt khúc đuôi của đoàn quân ta và cùng lúc một lực lượng xung kích của địch bố trí trên các cao địa dùng vận động chiến với hỏa lực hùng hậu của dàn súng chống chiến xa B40, súng cộng đồng SKZ-57 cùng sân pháo 75 ly và đồng loạt tiểu liên tự động AK-47 từ các hầm hố ngụy trang xung phong, tràn ngập và tiêu diệt lực lượng chính của ta. Địch với hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 33 và hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 32 làm nỗ lực chính để đỡ viện. Ngoài ra thêm một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 32 làm lực lượng trừ bị. Đoàn biệt động quân đi đầu do Trung úy Vòng lộc Dến, người nồng làm đại đội trưởng với Thiếu úy Huỳnh Kim Tác khóa 19 Đà Lạt trung đội trưởng trung đội 1 đại đội 1 tiểu đoàn 21 biệt động quân đang ngồi trên thiết giáp M41 đã nhanh nhẹn xuống xe hạ chiến và anh đã chỉ huy toàn trung đội phản công dữ dội cộng vào đó hỏa lực cơ hữu của các đại liên 50 từ các thiết phận xa M113 và đạn chạy chống biển người từ các thiết giáp M41 đã đẩy bật sự tiến công tràn ngập của kẻ địch. Cùng lúc đó thiếu úy Ngô Hoàng Gia khóa 14 thủ đức Trung đội trưởng, trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 21 biệt động quân đang di chuyển bộ trên hai bên đường cũng bị địch quân với quân số đông gấp bội nhào ra từ những hầm hố ngụy trang bên cánh phải nhằm nhằm tiêu diệt gọn phe ta như triệu tử long của tam quốc chí thiếu quý gia đã cùng trung đội hai xung phong tiến lên cận chiến quyết không cho địch chiếm phần chủ động chiến trường đại đội hai biệt động quân với trung quý võ vàng khóa 17 đà lạt làm đại đội trưởng và thiếu quý trần quốc cảnh khóa 19 đà lạt trung đội trưởng Tùng Thiết M41 đi kế tiếp hàng dọc trên đường đất độc đạo tiến vào Playmare. Địch quân với địa thế đội cao đã xông ra như thác đổ từ bên cánh trái đoàn quân của đại đội hai biệt động quân. Ngay lập tức, các chiến sĩ biệt động quân đã hạ chiến và phản công quyết liệt, không cho địch quân xung phong tiếp cận các thiết giáp và thiết vận xa. Cùng lúc đó, hỏa lực của các khẩu đại liên 50 trên M113 và M41 đã đồng loạt khai hỏa đẩy bật các đơn vị tiến công liên tục của địch từ trên các đỉnh đồi và các hầm hố ngụy trang dọc con đường tiến quân địch đã dùng chiến thuật biển người hay lấy thịt đè người nhằm chủ động và thanh toán chiến trường đạn tổ ông từ pháo tháp 76 ly của thiết giáp e 41 đã quật ngã hàng loạt và phá hủy những hầm hố trong sự chiến đấu kiên cố của địch lực lượng biệt động quân và thiết giáp của cánh a đã bẻ gãy âm mưu đảo viện của tiểu đoàn 635 trung đoàn 32 cộng sản bắc việt Lực lượng cánh bê đi phía sau, trên đường được chỉ huy bởi Thiếu tá Lê Văn Tui, Trung đoàn Phó Thiết Giáp và Đại quý Nguyễn Văn Sách, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 21 Biệt Động Quân, và Trung quý Nguyễn Văn Huân, Tiểu đoàn Phó, cùng với Đại đội 4 do Trung quý Nguyễn Thành Banh khóa 16 Đà Lạt làm Đại đội trưởng và Trung quý Nguyễn Văn Chính xử lý thường vụ Đại đội 3 đi sau cùng, Bộ chỉ huy tiểu đoàn đã chống trả mãnh liệt, sau đó lui xuống cuối đoàn xe để bảo toàn lực lượng bố trí phòng thủ qua đêm tại một ấp chiến lược với những hầm hố và công sự chiến đấu đã bỏ hoang gần đó, phía sau nơi phục kích một cây số. Quân ta đã đẩy lui nhiều đợt tấn công dữ dội của tiểu đoàn 344 và 966, trung đoàn 32 Cộng sản Bắc Việt. Trong đêm tối, nhờ máy bay Dakota C-47 của không quân Việt Nam Cộng Hòa thả chiếu sáng liên tục trên bầu trời quanh đồng ấp chiến lược, nên trách rõ ta và địch, cho đến gần sáng địch chém về trút lui, kiểm điểm cánh B bị thiệt hại khoảng 2 phần 3 số xe cậu trong đoàn tiếp tế bị cháy và phá hủy bởi B-40 SKZ-57 sân pháo 75 ly ngay từ những lúc khởi đầu trận đánh của cánh B, ngay từ lúc đầu cuộc tiến quân rất chậm vì trung đội của thiếu quý Ngô Hoàng Gia phải đi bộ để lục soát hai bên đường và lực lượng cánh B đi bộ phía sau có nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe tăng, dầu đạn dược tiếp liệu của đoàn quân và kéo theo sau hai khẩu pháo binh 105 ly. Thiếu quý Trần Quốc Cảnh đã kể lại như sau. Khoảng 3 giờ chiều, lực lượng tiền đạo cánh A từ trên một đồi cao đi xuống thung lũng. Để tiến lên một đỉnh cao phía trước, thì lực lượng chặn đầu của địch dùng vũ khí cộng đồng và cá nhân bắn xối xả. Quân ta đã lọt vào thế bị động tiến không được mà lùi cũng không xong, mà dàn quân sang trái, trái thì bị rừng cây ngăn trở. Địch từ những hầm hố cố định dùng vận động chiến tìm cách tiến sát quân ta, nhưng bị hỏa lực của thiết giáp dùng đạn chày, chống biển người và đại liên 50 cùng biệt động quân đã hạ chiến càng quét. Địch đã bị ngăn chặn không thể tiến sát để tràn ngập quân ta, trong lúc giao tranh trời còn sáng, tôi nhìn các đoàn quân trên đồi phía sau, thấy những đám khói đen bốc cao, tiếng súng nhỏ phía sau ít nghe thấy có lẽ khoảng cách khá xa, và đang ở dưới thung lũng thấp, và đạn đại bác và đại liên nổ tròn rã sát bên. Sau đó trời bắt đầu sập tối và tôi cảm thấy nếu cứ nằm dọc theo đường đất một hàng dọc như vậy suốt đêm thì quá nguy hiểm, vì không có phòng thủ diện địa chiều sâu Hơn nữa nếu địch tiến sát trọng trấu Không thể phân biệt được ai là bạn địch Và quân ta dễ bắn lầm quân ta Hoặc địch không bắn Vì tiếng nổ của AK-47 tròn tan Khác với tiếng nổ lẹt trẹt của cạc binh M11 của ta Chỉ tung lựu đạn thì biết địch ở đâu Và phản ứng thật là tiếng thối lưỡng nan. Thiếu quý Ngô Hoàng gia đã kể lại như sau Trong lúc đầu khi mới vừa bị phục kích trong đội 2 đại đội 1, tiểu đoàn 21 biệt động quân do thiếu quý Ngô Hoàng Gia đá anh dũng dàn hàng ngang xung phong thẳng vào cận chiến với địch. Mỗi chiến sĩ biệt động quân kể cả hiệu Thánh viên là một chiến sĩ trên hàng đầu mặt trận. Cuộc cận chiến chỉ kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì bóng tối đã ngã xuống, cản trở tầm nhìn xa và sự nhận xét tổng quát xung quanh. Trung đội 2 tiếp tục duy trì đội hành cho đến gần khuya thì lần lượt tập hợp thành từng nhóm nhỏ, dựa vào nhau hoặc những cây lớn để bảo vệ lẫn nhau. Đến khi trời sáng kiểm điểm lại trung đội, thiếu quý Ngô Hoàng Gia nhận thấy chỉ có hai chiến sĩ đã hy sinh và ba chiến sĩ bị thương. Tại đại đội 2 biệt động quân, thiếu quý Trần Quốc Cảnh tìm cách liên lạc với đại đội trưởng Võ Vàng và các trung đội bạn để tập hợp Nhưng mọi cố gắng đều không thực hiện được vì đêm tối biết đâu mà tìm. Bả lại nhiệm vụ chính là phải bảo vệ cận phòng cho chiến xa mà mình tùng thiết, phản ứng cấp thời khiến tôi đi kiếm một sĩ quan thiết giáp gần nhất sau đó gặp một chuẩn quý tên tuyển trắng trẻo to con đẹp trai và bàn nhau gom được sáu chiếc thiết giáp m bốn mốt tiến lên sườn đồi bên trái của trục tiến quân làm chu vi phòng thủ qua đêm với hai mươi ba chiến sĩ biệt động quân mà tôi gom lại được các bụi cây rậm rạp xung quanh được thiết giáp cán xẹp hết để làm vị trí đóng quân khai quang xạ trường và để cho địch khỏi tiến sát vị trí phòng thủ sau khi thiết giáp bố trí vòng tròn xong, các chiến sĩ biệt động quân đã đào hố phòng thủ giữa khoảng cách của hai chiến xa để ngăn chặn không cho địch tràn lọt vào khoảng trống. Mọi người đều ngồi trong hố suốt đêm, hướng súng ra ngoài, sẵn sàng nổ súng nếu phát hiện bất cứ ai di chuyển và gây tiếng động bên ngoài. Do đạp hay đụng phải cây cối gãy đổ xung quanh, trong đêm bất ngờ nghe tiếng người di chuyển, một chiến sĩ thiết giáp gác giặt trên pháo tháp vừa la đủ để nghe. Ai? địch có lẽ đang dưới đường đất tiến lên trên đồi do quân ta phòng thủ tôi ngồi dưới hố chung với hiệu thánh viên mang máy truyền tin prc 10 giận điên người vì sự thiếu kinh nghiệm của người lính thiết giáp giữa đêm tối im lặng tôi la lên thật lớn nhiều lần bắn đi bắn đi mà người lính đó vẫn không bắn tiếp theo đó tôi nghe tiếng quân địch la to lực lượng mạnh sau đó B40 B41 nổ rền khắp nơi cùng tiểu liên AK47 và thượng liên nổ ròn tứ phía lúc đó đại liên 50 của ta mới khai hỏa và sáu thiết giáp M41 nổ máy di chuyển xịt tới xịt lui để tránh đạn chống chiến xa biệt động quân chúng tôi đang ngồi dưới hố giao chiến không sợ địch bắn mà chỉ sợ thiết giáp phe ta đè à nát do đó tất cả đều nhảy lên khỏi hố cá nhân di chuyển tiến và lùi theo sự di chuyển của thiết giáp sau lúc giao tranh mặt trận trở lại yên tĩnh chúng tôi lại nhảy xuống hố phòng thủ như cũ sẵn sàng ứng chiến một lúc sau tôi đang ngồi trong hố với hiệu thánh viên vô tình quay ra sau lưng nhìn vào bên trong chu vi phòng thủ thấy một bóng đen mờ mờ đang lần mò đi sau lưng thiết giáp kế bên đúng là số mày bà dắt hoặc linh tính đã khiến tôi hỏi nhỏ cho hắn đủ nghe ai hắn trả lời bộ binh có lẽ đó là mật khẩu của địch để nhận nhau trong đêm tối. Tôi nhớ lại, có một tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn 42 biệt lập đi hành quân chung. Có lẽ đi cánh nào khác mà suốt cuộc hành quân, tôi chưa bao giờ thấy lính bộ binh của đơn vị đó. Tôi nghĩ có lẽ đơn vị hắn bị đánh và chạy lạc sang cánh biệt động quân chăng. Tôi nói với hắn, đây, biệt động quân không phải bộ binh, đi chỗ khác chơi. Hắn vội trả lời, dạ, dạ, và đi ngược lại vào trong chu vi phòng thủ. Tôi chợt nghĩ đến đêm tối thế này làm sao hắn kiếm được đơn vị bộ binh của hắn. Tôi bèn nói, đêm tối làm sao mà về dạ đơn vị được, thôi nằm sau lưng tôi, sáng đi kiếm. Hắn dạ dạ và nằm xuống sau lưng tôi, tôi vẫn ở dưới hố, trong súng ra ngoài. Đơn vị biệt động quân thời đó được trang bị súng cá nhân cạc pin 11 bán tự động. Tôi ngoại giao với liên đoàn đặc biệt, xin được bán súng gấp và bộ máy cò bắn tự động trong khi đó dân sự chiến đấu thượng đã được trang bị cạc pin M12 tự động. Té ra trong lúc xung phong, tên địch đã chạy lọt vào trong chu vi phòng thủ của quân ta và lúng túng kẹt lại trong lúc đồng bọn đã tẩu tán hết. Đã rờ rẫm thiết giáp và nay lại biết rõ là biệt động quân, muốn thoát ra khoảng trống giữa hai thiết giáp lại đụng quân ta ở giữa. Có lẽ hắn đã hồn siêu phách lạc, sợ quá nên thần kinh trở thành tê liệt, lò mò đi tìm lối thoát. Tôi chợt quay lại phía sau đã thấy hắn nằm kế bên, nay lại thấy hắn đứng lên bỏ đi. Do linh tính tôi bước ra khỏi hố, tay trái cầm thân súng cạc pin bắn gấp, tay phải nắm vào lưng quần hắn, trên bàn tay hắn. Trời ơi, lũ đạn chày! Tôi chết sững như từ hải chết đứng, tay phải vẫn nắm chặt hai bàn tay hắn trên lưng quần. Hắn đang tháo lũ đạn chày ra, nhưng có lẽ trung quá nên chưa tháo kịp. Tôi hoàng hồng trở lại, tay trái cầm thân súng cạc pin kéo ra phía sau vì sợ hắn giật cây súng. Mày mà động đại là tao bắn. Tôi rất muốn lùi tay ra sau về chỗ lẫy cò và cho hắn về thăm ông bà, nhưng làm sao buông dần thân súng để lùi tay được. Ngoài ra khóa an toàn chưa mở thì cũng vô ích. Hiệu thính viên cùng chung dưới hố phòng thủ với tôi cũng không biết gì hết. Tôi gọi nhỏ tên hắn. Hắn bước ra khỏi hố và tôi nói với hắn. Tên này là việc cổng trói hắn lại hắn lúng túng mãi mới kiếm ra sợi dây trói hai cánh tay tên địch ra sau lưng và trói chân đặt nằm sau lưng và cạnh phía sau thiết giáp lúc đó tôi trở thành lính gác giặc bên ngoài và gác tên tù bên bên trong chỉ có tôi và hiệu thính viên biết việc này và tôi không nói cho ai biết hết vì không biết trận chiến còn tiếp diễn ra sao nếu nói ra là mọi người hốt hoảng thêm không lợi ích gì trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa mọc, sương mù còn nhiều. Một chiến sĩ biệt động quân của tôi tới, có lẽ kiếm tôi và tôi chỉ tên việc cộng bị trói nằm đó. Hắn nhảy lùi lại la hoảng lên, Ê, giết hắn đi. Tôi chỉ phì cười, sau đó tôi gọi chuẩn quý tuyển của thiết giáp chui từ trên pháo tháp M41 đi xuống và chỉ cho hắn tên việc cộng nằm sát cạnh thiết giáp. Hắn giật bắn người và la hoảng, Ê, giết hắn đi vì tên địch nằm kế bên cả đêm mà thiết giáp không biết gì hết. Lúc đầu tên tù binh rất sợ sệt vì ai cũng đòi giết, nhưng sau thấy tôi đối xử tử tế cho ăn uống hút thuốc, thăm hỏi tình hình quê quán, tôi còn nhớ hắn tên là Trung, và mặt mày hắn tươi tắn rạng rỡ cười nói thành thật những gì tôi hỏi, vì biết chắc là thoát chết. Sau đó hắn mới xin nới lỏng dây trói, xin tháo dây trói và hứa sẽ không bao giờ bỏ chạy thấy hắn hiền lành và tội nghiệp, tôi cho tháo dây trói chân. Cũng may cho tôi là súng của hắn đã bị mất trong lúc giao tranh. Nếu không thì mạng của tôi cũng nguy rồi. Đâu còn dịp kể lại kỷ niệm này cho các bạn nghe. Sáng hôm đó, tôi cho lính lục soát xung quanh thâu lượm súng của ta và địch gom thành bó và báo cho em 113 tới chở đi cùng tù binh. Vì trên lại có lệnh tuyến quân, súng ống tịch thu quá nặng làm sao mà khiên vác nổi trên đường hành quân cùng lúc đó có một chuyện vừa đau thương vừa tức cười là có một số chiến sĩ biệt động quân của tôi bị tử thương tôi ra lệnh cho một binh sĩ dưới quyền lấy phong xô gói bọc xác các đồng đội tử thương lại có lẽ lính mới nên không dám rờ tử thi tôi quát mắt làm nghiêm ra lệnh hắn có đánh có cắn mày đâu mà mày sợ cái gì chứ mày mà không lo cho bạn bè đồng đội thì tới lượt mày không ai lo cho mày đâu nghe nói vậy hắn sợ cho bản thân đi làm ngay lập tức Tôi thấy vậy cười thầm trong bụng nhưng lòng đầy xót xa. Lính biệt động quân sống mạnh sống hồng nhưng không sống lâu. Đạn tránh người chứ người làm sao tránh được đạn. Người ta ai cũng chết, không chết trước thì chết sau cũng thấy thôi. Nhưng sống chết có ý nghĩa và được mọi người thương mến thì mới là trọn vẹn. Ngay buổi chiều gần tối, trong ngày đầu giao tranh, một đoàn trực thăng UH-1B của sư đoàn 1 không kỵ chở tiểu đoàn 22 biệt động quân do đại quý Phạm Văn Phúc làm tiểu đoàn trưởng, bay thấp sát ngọn cây tăng viện bên cánh trái hay cây số phía nam hướng tiến quân của tiểu đoàn 21 biệt động quân và thiết giáp. Vì trời tối tiểu đoàn 22 biệt động quân đã án binh bất động, phòng thủ qua đêm, tuy có nghe tiếng quân cộng sản Bắc Việt di chuyển nhưng không giao chiến với quân địch vì tầm tác xạ quá xa nên chỉ gọi pháo binh bắn tập trung vào những điểm có hướng địch di chuyển cánh b di chuyển cùng đoàn con voi tiếp liệu đã bị thiệt hại nặng vì địch phục kích và vận động chiến nhiều đợt với quân số đông gấp bội địch đã tràn ra như thác lũ trong khi quân ta di chuyển trên đường trải dài ra mấy cây số với hai cây đại bác một trăm lẻ năm và đoàn quân xa tiếp vận hai khẩu đại bác và đoàn quân xa hoàn toàn bị phá hủy địch đã làm chủ và thanh toán chiến trường trong đêm tối Bộ chỉ huy tiểu đoàn 21 biệt động quân với đại đội 3 và 4 còn lại lùi dần về phía sau một cây số và phòng thủ qua đêm tại một ấp chiến lược của ta đã bỏ hoang từ trước. Tại cánh A, địch và ta đánh trọng trấu, không thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Súng cá nhân và lựu đạn gần như không sử dụng được vì dễ bắn lầm bạn, làm lộ vị trí, nên chỉ rờ quân phục của nhau là sử dụng lưỡi lê đánh cận chiến trong đêm tối. Cho đến lúc gần sáng, bộ phận còn sống sót của ba tiểu đoàn 344, 635 và 966 của trung đoàn 32 Cộng sản Bắc Việt đã trời bỏ chiến trường, kéo trúc về căn cứ đóng tại trận núi Chu Prong sát gần biên giới Campuchia. Một số bị thương nặng đã được khiêng vác đến một bệnh viện giả chiến với một vài nhà thấp làm bằng cây rừng và trôm rã sơ sài chỉ cách trại lực lượng đặc biệt Playmare khoảng 15 số theo đường chim bay về hướng Tây Nam. Bệnh viện giả chiến này sau đó đã bị sư đoàn một không kỵ Hoa Kỳ tình cờ tìm ra và phá hủy khi họ dò theo những đám tàn quân trải rác, theo đường trút lui thấy từ trên phi cơ. Đến sáng ngày 25 tháng 10 năm 1965, sau khi đã thu dọn chiến trường và tải thương, tiểu đoàn 21 biệt động quân và lực lượng thiết giáp thiết vận xa đã tiếp tục tiến về hướng trại Me, giải tỏa chung quanh chấm dứt sự vây hãm công đồng của quân Cộng sản Bắc Việt. Giai đoạn một kể như thành công và chấm dứt. Trên lộ trình trúc quân trở lại Pleiku, cool, chúng tôi được một đơn vị nhỏ của thủy quân lục chiến bảo vệ an ninh trục lộ. Một kỷ niệm nhỏ khác là trong máy truyền tin PRC-10 của tôi có tiếng nói lanh lảnh, sắc bén chanh chua đanh đá của một cô gái Bắc kỳ thuộc mặt trận B3, kêu tra rã. Sân bay gọi đồng đăng, trả lời danh hiệu truyền tin toàn những địa danh miền Bắc, nghe mãi điếc cả con trấy, máu tiêu lâm của tôi lại nổi lên. Hơn nữa cũng muốn cô ta ra khỏi tần số nội bộ của tôi bèn nói với cô. Đồng đăng nó chết đã lâu rồi, thôi đừng gọi hắn nữa, nghe hoài khổ lắm nói mãi. Tôi nghĩ cô ta nghe như vậy cũng phải phì cười, nhưng lệnh là lệnh cô ta vẫn kêu ra rã như chim quốc kêu mùa hè. Tài liệu bắt được của địch khai thác tù binh và sau chiến tranh Việt Nam chấm dứt, Trung tá Haromo đã đi gặp tướng võ nguyên giáp Chu Huy Mân và Nguyễn Hữu An để thâu thập tài liệu trận chiến để viết cuốn hồi ký. Được biết trung đoàn 33 bị tổng thất 40%, trong đó 2 trong 3 tiểu đoàn trưởng bị tử thương, một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 33 bao vây căn cứ Plemya chỉ còn lại khoảng 1 đại đội. Tất cả 18 khẩu vũ khí phòng không 12 ly 7 và 11 khẩu súng cối của tiểu đoàn súng nặng đều bị hủy diệt. Riêng trung đoàn 32 bị thiệt hại nặng nề khi giao tranh với tiểu đoàn 1, lữ đoàn 7 thuộc sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. Trong giai đoạn 2 của chiến dịch và sau đó đụng độ với nhảy dù Việt Nam dưới quyền chỉ huy của trung tá Ngô Quang Trưởng và thiếu tá cố vấn Norman Swarkov của trung đoàn 32 đã bị thiệt hại nặng nề và tháo chạy qua biên giới Campuchia. Mặc dù quân số của địch đông hơn, chủ động trong trận đã viện, ưu thế về vũ khí tối tân hơn, địa thế thuận lợi để phục kích đoàn xe, nhưng quân ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ là giải vây cho tiền đồng Playmare, bẻ gãy kế hoạch các đôi cao nguyên của địch. Do cuốn sách và phim ảnh We Were Soldiers and Young của tướng Haromo về trận chiến ở thung lũng Iran của tiểu đoàn 1, lữ đoàn 7 thuộc sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ và một số tài liệu viết rất mơ hồ và tổng quát về trận đánh công đồng đã viện Playmare, giữa quân Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng Cộng sản Bắc Việt mới xâm nhập, trúc tỉa kinh nghiệm chiến trường trong năm 1965, ta có thể suy đoán được mục tiêu chiến lược của Cộng sản Bắc Việt là các đôi miền Nam ra làm hai, tạo sự khủng hoảng rối loạn. Để đặt mục tiêu trên, Cộng sản Bắc Việt đã áp dụng chiến thuật chủ yếu công đồn đã viện để tiêu diệt hoặc gây thiệt hại nặng cho lực lượng xung kích tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến và biệt động quân của ta giống như đánh rắn phải đập khúc đầu trước, còn phần thân và đuôi sẽ tự động tan trả. 39 năm sau trận chiến Playmare mà tôi đã được tham dự và 29 năm sau tháng tư đen, thật tâm tôi muốn quên đi những duy lụy đau buồn của cuộc chuyến ủy nhiệm. Và vì nhất tướng công thành bản cốt khô, nhưng người em trai của tôi cứ thúc giục để xác minh những thiếu sót, và để các thế hệ sau hiểu rõ thêm một khía cạnh của cuộc chiến huynh đệ tương tàn nên tôi xin phép được góp vài lời sơ ý thiển dị tác giả trần quốc cảnh trần đức hộp